đồng mạng được fan nhốn nháo khi thấy chú chó có hành động lạ trước quan tài của chủ nhân. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tượng một chú chó cư xử vô cùng lạ lùng trước bàn thờ của người chủ đã khuất, khiến cộng đồng mạng xem xong thì vô cùng khó hiểu. Chú chó ngồi trên một chiếc ghế, luôn hướng về phía chiếc quan tài. Tuy nhiên, nhìn nó có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Mặc dù ở tư thế ngồi, nhưng mắt của chú chó liên tục trong trạng thái lim dim, mệt mỏi, đầu thì gật gà gật gù. Những người còn lại ở đó thấy cảnh này thì hơi lạnh người, vô cùng thắc mắc. Tại sao chú chó lại lạ lùng đến như vậy? Bình thường, nếu mệt thì nó sẽ chui vào một góc để đi ngủ. Nhưng nay lại cứ ở lì một chỗ, không di chuyển kiếm đồ ăn hay tìm chỗ nghỉ. Hai chân trước của chú chó luôn gồng lên để giữ thăng bằng, không cho cả người bị ngã. Giống như con người chúng ta, khi buồn ngủ mà không muốn ngủ gật, sẽ chống tay chân, gồng hết người lên để giữ tỉnh táo vậy. Dân tình xem xong video, chứng kiến cảnh tượng chú chó như vậy thì bỗng thấy cay cay sống mũi. Có vẻ nó rất yêu người chủ, nên khi chủ nhân mất, chú chó cảm thấy đau lòng vô cùng, không nỡ rời quan tài nửa bước, như đang canh giữ để không ai mang chủ của mình đi mất. Chắc là chú chó sợ rằng, lỡ ngủ quên thì khi dậy không còn thấy chủ nhân nằm ở đó nữa. Ngoại của mình trước có nuôi một em cún, ngoại là người hay cho em ý ăn nhất, mà lúc ngoại mất thì ẻm cũng nhịn ăn xong rồi mất luôn. Mình cũng có nuôi một chú cún, khi ông mình còn thì nó luôn luôn quanh quẩn chơi cùng ông rồi tối mới về nhà. Ngày ông mất thì ngày hôm sau chú cún cũng đi theo ông luôn. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ như thế nào sau khi xem xong video? Hãy để lại comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!